trầm hương khói tỏa chung pháp rơi, phảng phất khi thiêng núi sông xa thân vì đạo tâm vô ý, vì nước hy sinh thân chẳng Kính thưa quý vị, chúng tôi được xin giới thiệu đến quý vị Thầy Pháp Ân. Thầy Pháp Ân sẽ giới thiệu Thầy Pháp Hòa. Thưa quý vị. Xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị, lời giới thiệu của chúng tôi đến quý vị về Thầy Pháp Hòa chắc là cũng sẽ dư. Xin giới thiệu với đại chúng, đây là ca sĩ Chánh Thức. Chúng con kính cũng thỉnh Thầy vì thương chúng con mà cho những lời pháp nhũ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thì ca sĩ phải ngồi gần ca lẻ. Kính thưa đại chúng, chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, anh chị cùng toàn thể đại chúng. Trước hết con xin cảm ơn quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng đã hiện diện hôm nay để yểm trợ cho con trong buổi chia sẻ này. Và nếu con có điều gì sơ sót, mong quý ngài và quý vị tha thứ cho. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2014. Một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại sảnh đường của Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Mặc dù hôm nay là ngày thường, nhưng quý vị cũng đã tranh thủ đến đây rất đông đủ để cùng được gặp nhau và chia sẻ những sự tu học với nhau. Và trước hết, Pháp Hòa xin được hỏi thăm sức khỏe quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không?
quý vị có ăn lạc không? Dạ, tại chưa ăn gì nó lạc. Thưa đại chúng, hôm nay một lần nữa Pháp Hòa được về đây thăm quý vị. Thì như lời thầy Pháp Ân, thất chủ của Ẩn Không Thiền Thất, vừa chia sẻ với quý vị, năm nay là kỷ niệm 20 năm anh em được gặp nhau. Thì Pháp Hòa nhớ là được gặp thầy vào cái dịp Đại Giới Đàn ở tu viện, ở Làng Mai, Pháp Quốc. Và kể từ đó anh em đã xem nhau như là những người ruột thịt. Đại chúng thấy là khi mình bỏ cha mẹ, gia đình đi tu thì còn lại một cái tình ở trong chùa, đó là tình huynh đệ. Và chính cái tình huynh đệ đó đã nuôi dưỡng đường tu của chúng ta. Bởi vì chúng ta thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì một người xuất gia khi không còn có gia đình riêng tư thì ngôi chùa tức là gia đình của mình. Trong đó có thầy tổ là những bậc cha mẹ, anh em hay chị em là những người mà chúng ta kết làm pháp lữ với nhau, những người bạn đồng tu. Và chính cái tình cảm đó nó đã làm cho cái chí nguyện của người tu mỗi ngày thêm thăng tiến, là bởi vì luôn luôn hỗ trợ với nhau trên bước đường tu và đồng thời sống hòa thuận vui vẻ với nhau để làm nên cái chất liệu và ý nghĩa của hai chữ tăng già. Tăng già là âm từ tiếng Phạn, từ cái chữ sangha, rồi chúng ta âm lại là tăng già, mà chúng ta gọi tắt là tăng. Cho nên khi mình quy y Phật, quy y Pháp thì chúng ta cũng quy y tăng, gọi là quy y một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh. Hôm nay chúng ta ngồi đây có sự hòa hợp, có sự thanh tịnh thì chúng ta cũng là một đoàn thể tăng. Vì vậy tăng không có nghĩa là chỉ một người mà là một đoàn thể, mà đoàn thể đó đến với nhau để làm an lạc cho nhau, sống có thanh tịnh, có hòa thuận và nuôi dưỡng cho mình. Thì quý vị thấy trong cuộc sống á, hằng ngày chúng ta rất có nhiều việc để làm. Ví dụ mình nói là một cái việc đó mình làm thì nhất định nó sẽ có những cái phụ tùng đi theo. Thí dụ quý vị nói lát nữa tôi đi nấu ăn, thì bây giờ cái gì nó tiếp theo? Nấu ăn thì phải có vật dụng gì, những cái vật liệu để cho chúng ta nấu ăn. Thí dụ như rồi nấu ăn xong rồi thì bây giờ ăn, bắt đầu ăn thì phải có những cái vật dụng để chúng ta dùng cho bữa ăn, như là chén, đũa, dĩa, tô, vân vân. Rồi khi chúng ta nói đi ngủ thì chúng ta cũng phải có mền, giường, chiếu gối. Rồi trong giấc ngủ thì chúng ta lại có chiêm bao. Thành thử ra quý vị thấy trong cuộc sống của mình á, là nó có một cái gì chúng ta khởi thì nó có những cái phụ thuộc. Thì hễ mà đi chợ thì nhất định là chúng ta phải có tiền, rồi vô chợ rồi phải mua, mà hễ nấu thì phải bắt đầu chuẩn bị. Mà cuộc sống của mình á, thì có hai phần: ăn mặc, ngủ nghỉ. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng nói chuyện ăn mặc, hôm nay mình nói ngủ nghỉ. Mà thường thường mình ngủ thì mình không có nghỉ. Chữ ngủ nghỉ nghĩa là đi lên muốn cho ngủ ngon thì phải bớt nghỉ. Mà mình ít có nghỉ cho nên thường thường mình lại ngược lại là mình suy nghĩ. Thay vì dấu hỏi là nghỉ ngơi thì mình lại dấu ngã, tức là suy nghĩ. Và quý vị thấy chỉ có một cái dấu thôi mà nó mệt nhọc lắm. Nếu mà mình để cái dấu hỏi vô mình ngủ rồi nghỉ cho nó khỏe. Thấy không? Mình lên mình ngủ nhưng mà mình không có nghỉ, tức là cái đầu mình không có nghỉ mà mình lại suy nghĩ, thành thử ra nhiều cái sự nó xảy ra. Và đặc biệt là chúng ta suy nghĩ nhiều thì có chiêm bao. Và chiêm bao xong rồi thì chúng ta lại nhờ thầy coi cái giấc chiêm bao của mình là tốt hay là xấu. Thành thử ra nếu mà mình gặp được cái người mà người ta có thiện tâm thì người ta sẽ dựa theo cái chiêm bao của mình mà khuyến khích cho mình, sách tấn cho mình, hay an ủi, hay làm cho mình bớt sợ.
Còn nếu mình mà thiếu may mắn, cái giấc chiêm bao của mình lại là cái điều tốt để cho người ta kiếm ăn trên giấc chiêm bao. Ví dụ như nó gặp cái ông đó, ông thích chơi đề, nói anh hồi anh làm ơn anh giải giùm tôi, hồi đêm hôm tôi gặp con dê. Cái ông nói rồi, lát ra đánh 35. Mà nếu mà tối tôi gặp con vịt thì cô gặp con gà, cái ông nói đánh 2 số 0. Cho nên bắt đầu từ đó người ta tạo ra cuốn số đề. Và trong số đề nó có 40 số, thì cứ tùy theo cái con vật mà người ta đánh số. Chẳng hạn như thấy tôi thấy con cá trắng, người ta nói rồi đánh số 1, số 41, số 81. Trời ơi, thấy hình như có người đang lấy sổ ra chép đó nha. Mà nhiều khi á, mình ghi Phật Pháp thì không ghi cho mấy cái đó, mà nghe là ghi liền á. Rồi biết đâu là mình hên, mình được trúng sao. Thành thử ra quý vị thấy là khi mình đi ngủ mà mình không có thật sự mình nghỉ ngơi, mà mình ngược lại mình suy nghĩ, thì nó tạo ra cái giấc chiêm bao. Thì ngày xưa các vị thường dùng cái từ là đố ai nằm ngủ mà không có những cái nằm mơ nằm mộng. Nhưng mà trong kinh sách á, thì các ngài thường nói cho mình biết rằng 5 cái lý do nào chúng ta ngủ mà chiêm bao. Thứ nhất á, là do thân thể mình mỏi mệt sau một ngày làm việc, hoặc là có khi mình ngủ mình nằm không có đúng cách, nó cũng tạo ra chiêm bao. Rồi cái thứ hai là do tâm lý, tức là hàng ngày mình suy nghĩ cái đó nhiều thì tối lại mình thấy cái đó. Thí dụ hàng ngày quý vị nghĩ hay gây lộn với cái người nào đó, là tối là thế nào cũng gây lộn, mà gây lộn người khác nghe luôn á, tức là mớ. Nói cái vụ mớ này, Pháp Hòa có anh Phật tử, anh làm cái nghề thư ký, có một cái cô đó, cô làm thư ký, rồi mà mỗi lần có khách vô thì hay réo anh. Thì anh thứ năm thì người ta kêu, mỗi lần khách bước vô kêu năm, thì kêu ảnh ra ảnh làm. Riết cái cô này cũng nhập tâm. Tối cô về cô ngủ, cô mớ kêu năm. Thì ông chồng bắt đầu điều tra coi năm nào. Không phải là năm Thìn Bảo Lục, mà chính năm ở trong hãng của bà xã mình. Thế là bắt đầu sáng ra ông lái xe, ông đậu ngay trước cửa tiệm, ông canh chừng ông năm. Thì cái anh này anh nhìn ra cửa kiến, anh thấy ông xã của chị làm chung mình, anh còn khen nó, trời ơi phải công nhận chị này có phước thiệt, đi làm mà chồng ngồi ngoài chờ đón. Anh mới kể cho chị nghe, ông nói đón đâu mà đón, ổng đang ghen đó. Thành nữ quý vị nhớ là hằng ngày đó mình huân tập cái gì cũng là một cái quan trọng. Nếu mà ban ngày mình hay suy nghĩ cái gì thì thường ban đêm nó hay mộng mị cái đó. Vậy thì có hai phần, một là do thân mình mệt hay là nằm không đúng cách, hai là do mình suy nghĩ, mình nhập tâm cái đó. Ha? Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là do cái gì mà nó xảy ra trong quá khứ, nó trở thành ra một cái in đậm thì có thể đời này chúng ta gặp. Ví dụ như mình hay nằm chiêm bao, mình thấy mình bay, không chừng đời trước mình làm tiên á. Hoặc là có nhiều người, người ta nằm chiêm bao, người ta thấy người ta ngủ sao mà thường hay thấy bị cháy nhà, thì đời trước có thể mình gặp một cái cảnh đó nhưng mà nó ấn tượng, cho nên nó dư nghiệp trong đời này mình có gặp chiêm bao. Và cái thứ tư á, là do mình có tu tập, do mình có cái công đức, cho nên các vị thiện thần báo trước cho mình có một chuyện gì, hoặc là người ta sắp tấn mình trên bước đường tu. Ví dụ như là có nhiều vị chiêm bao thấy đi chùa, thường thấy chư vị hòa thượng tôn đức, thì mình biết á, là cái đó là một sự khuyến khích do chư vị thiện thần người ta nhắc nhở cho mình, hay người ta báo trước cho mình biết một cái điều gì sắp xảy ra. Và cái thứ tư, cái thứ năm là gì? Do chúng ta thiếu cái phước, hoặc là chúng ta thiếu cái tu, thì các vị ác thần, quỷ thần người ta hay xuất hiện trong chiêm bao mình để người ta hù dọa mình. Thì trong kinh sách thường đưa ra 5 cái nguyên do vì sao mà chúng ta có chiêm bao. Thí dụ như bây giờ quý vị giật mình trong giấc chiêm bao, giật mình thấy một ác mộng,
thì mình hãy nên để ý lại cái tư thế của mình lúc mình ngủ. Có thể là do chúng ta nằm, chúng ta gác cánh tay, vì vậy cho nên máu nó không lưu thông, và chính máu không lưu thông cho nên mình dễ có những cái giấc mộng, mà những cái giấc mộng không lành. Mà khi mà giấc mộng không lành như vậy, mình mở mắt mình giật mình rồi, cái mình ngủ trở lại, cái tiếp tục chiêm bao tiếp. Mà nếu trường hợp như vậy mà xảy ra đó, thì quý vị ngồi dậy, xoa bóp thân thể xong rồi bước xuống giường, đi tới đi lui, uống một ly nước ấm rồi ngủ trở lại. Thì hy vọng rằng sau cái sự lưu chuyển máu huyết trong người mình rồi, thì mình ngủ trở lại nó tốt. Vì vậy cho nên á, ngày xưa các vị khi mà mình đi ngủ thì Phật thường dạy cho chúng ta nằm bằng cái thế nằm bên phải, gọi là kiết tường ngọa. Tức là khi mình nằm bên trái thì mình ép tim, mình nằm ngửa thì nằm sấp hay là nằm ngửa là cái tướng thô, tướng của phàm phu. Còn khi mà mình nằm tay phải tức là tướng của bậc tu hành. Cho nên thường quý vị thấy Đức Phật, người ta tạo dáng Đức Phật nằm ngủ đó, hay là nằm tĩnh tọa thì Ngài nằm, tức là gọi là ngọa, tức là mình nằm về tay phải. Cái đó gọi là kiết tường ngọa, tức là cái nằm, cái thế nằm các tường. Còn hàng ngày á, cái mình suy nghĩ cái gì thì ban đêm nó tác ra như vậy. Cho nên chúng ta phải thường tập cho mình có những cái suy nghĩ tốt lành hơn là chúng ta suy nghĩ cái xấu. Ví dụ như là quý vị nào ngủ trong giấc chiêm bao thấy ác mộng mà miệng niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mà tới giật mình mà miệng mình còn A-di-đà-phật á, thì trường hợp đó mặc dù giấc mộng xấu nhưng mà cái thâm nhập mình nó tốt, tức là mình đã huân cái câu niệm Phật nhiều. Vì vậy cho nên á, hằng ngày mình nên tập cho mình có một cái thói quen niệm Phật, hay là mình trì một câu thần chú. Ví dụ như Pháp Hòa thường hay trì chú Chuẩn Đề, nên Pháp Hòa thường trì cái câu cuối là án chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Thì cứ hãy bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi mà hãy rảnh, không gì làm, thì tự nhiên trong đầu mình cái câu nó xuất hiện. Và thỉnh thoảng mình có những cái giấc chiêm bao không lành, nhưng mà trong cái giấc chiêm bao đó mình vẫn nghe được cái tiếng niệm Phật, hay là cái tiếng trì chú, mà giật mình mà miệng mình vẫn trì chú. Thì trường hợp như vậy là mình biết là mình có cái huân tốt. Vì vậy cho nên người Phật tử, để giúp cho mình, nếu lỡ mình có ngủ mê, mình thấy cái gì không lành, nhưng mà ít ra đó, cái khẩu của mình cũng không nói lành, không nói xấu. Cái câu niệm Phật đó đi thấm vào trong tâm thức của mình. Thường thường á, hàng ngày á, mình tiếp xúc cái gì thì ban đêm nó tác cái đó. Ví dụ như mình thu ảnh, mình thu cái tiếng cái người mình không thích, thì tối ngủ á, năm con mắt năm thứ, mắt, tai, mũi, miệng của mình đóng. Nhưng mà cái ý thức của mình nó còn làm việc, cho nên nó đi vào trong cái kho chứa của mình, nó môi ra. Cho nên cứ người không thích là mình cứ thấy thường. Hoặc là ngược lại, có những người nào mình thương quá, mình thường suy nghĩ về người đó thì mình lại đi ra cái đó. Có nhiều người mình bệnh, mình mong muốn được hết bệnh, mà cứ lúc nào mình cũng nghĩ mình hết bệnh, cho nên có nhiều lúc mình nằm chiêm bao, mình thấy mình được thuốc, mình hết bệnh. Rồi có những trường hợp mà ban ngày mình không suy nghĩ về cái đó, mà tại sao ban đêm mình thấy mà thấy thường nữa, thì cái trường hợp đó chư tổ giải thích cho mình biết đó là do cái nghiệp của quá khứ. Ví dụ đời trước mình bị một cái gì đó, đặc biệt mình ví dụ như đời này. Thí dụ như đời này mình bị một lần tai nạn xe cộ mà nó rất là nặng, tự nhiên cái đó nó ám ảnh, nó hằn sâu ở trong tâm thức của mình, cho nên thỉnh thoảng mình chiêm bao mình vẫn thấy cái đó. Thì đời này nhiêu đó thôi mình cũng đủ thấy, huống chi là những cái mà nó sâu dày của quá khứ. Và đồng thời á, có khi á, mình khởi cái niệm xấu nhiều quá, mà hễ mỗi một lần mình khởi niệm xấu á, thì ác thần giáng lâm. Cho nên thường thường người ta mới thường nhắc nhở với mình á, hễ một niệm xấu mà khởi thì cái ác đó nó tương đồng, cho nên nó ủng hộ cái đó. Tại sao việc làm cái người đó ác mà thành công? Bởi vì nó có cái lực ác nó phò trợ cho cái đó. Cho nên rồi khi mình khởi thiện thì cũng có thiện thần người ta hộ trì cho mình. Cho nên mình tập
hàng ngày á nương vào năm cái yếu tố nào mà có cái chiêm bao, thì chúng ta nên tập. Một là phải huân tập Phật pháp, để khi mà chúng ta đi ngủ Phật pháp vẫn ra. Hay là chúng ta thường tập suy nghĩ thiện, nghĩ lành, để tối chúng ta có ý niệm lành. À, quý vị cũng thấy là người thưa hàng, người ta hay có một cái bài kệ cho mình mà sau này trở thành một bài hát á. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Tại vì buổi sáng nghĩ lành thì trưa mình làm, nghĩ rồi mới làm. Mà khi mình hai cái nó hợp, cái nghĩ, cái làm mà nó hợp lại, thì ban đêm nó trở thành ra cái mộng đẹp. Đó. Thành thử ra quý vị để ý, trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta ngủ mà chúng ta chiêm bao á, thì cái đó gọi là tiểu mộng. Còn cuộc đời này mà chúng ta đang sống đây nè, chúng ta có nhà, cửa, xe hơi, vợ con, sự nghiệp vân vân, đây là đại mộng. Cuộc đời là đại mộng. Còn cái chiêm bao mà chúng ta thường thấy trong giấc ngủ của mình á, là tiểu mộng. Như vậy thì chúng ta sống cuộc đời này là mộng. Nhưng mà bởi vì chúng ta không tránh được, bởi vì ngủ là phải có chiêm bao. Và trừ những bậc tâm hoàn toàn thanh tịnh thì người ta mới không chiêm bao, như Phật, như là A-la-hớn. Còn chúng ta còn là phàm phu thì sao? Suy nghĩ nhiều. Ví dụ gặp một cái người nào đẹp, chúng ta thường hay nói ấn tượng. Cái danh từ người đời ta dùng là nhìn thấy ấn tượng. Bởi vì sao? Ấn tượng nó có hai cách. Khủng khiếp quá cũng ấn tượng. Mà đẹp quá cũng ấn tượng. Cho nên chính cái ấn tượng đó nó đi sâu vào trong cái tàn thức của mình, cái bộ nhớ của mình. Mà khi mà mình lâu lâu mình suy nghĩ về người đó, chúng ta cũng tạo những giấc chiêm bao. Cho nên kinh sử thường nói cho chúng ta biết rằng có năm lý do mà chúng ta chiêm bao. Một là do thân thể mỏi mệt sau một ngày làm việc, hoặc là do chúng ta nằm ngủ không có đúng cái thế an lành. Hai là do chúng ta suy nghĩ nhiều. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là thiện thần khiến. Năm là ác thần người ta hù dọa mình, người ta hỗ trợ cho cái đó của mình. Thì thưa đại chúng, không có người nào ngủ mà không có chiêm bao. Nếu chúng ta còn là phàm phu, mà thường thường quý vị để ý, mà chúng ta không có người nào mà không có suy nghĩ. Cái lành chúng ta cũng để tâm, mà cái không lành chúng ta cũng để dạ. Cho nên chính vì vậy, chúng ta hiểu được như vậy, mình phải nghe lời Phật là chúng ta đẩy lui cái không lành bớt. Thí dụ như bây giờ cái người nào người ta nói nặng mình một câu, đừng có để bụng. Tại vì mình biết là cái câu đó nó nói nặng, mà mình bể nữa thì mới nặng cái lỗ tai à. Bây giờ mình nghe xong nặng cái lòng, mà nặng lòng thì tối ngủ sanh ra ác mộng. Mà ngộ cái là cái kẻ không thích thường thấy. Như hồi nhỏ Pháp Hòa thấy Hòa gây lộn, mà với cái người đó mình biết là họ lỗi, mà họ chưa bao giờ xin lỗi với mình, là thường nằm chiêm bao thấy họ. Đến một ngày nào đó người ta nhận ra cái lỗi, người ta đến xin lỗi mình, cái tự nhiên mình xả bỏ được trong tâm cái từ đó. Về sau hết thấy người đó gây cả gì với mình, là như vậy. Thì thưa đại chúng, là ở trong kinh á, Đức Phật cũng lấy những cái đề tài mộng làm cái đề tài cho những bộ kinh. Mà những bộ kinh hiện còn á, chẳng hạn như là kinh gọi là A Nan thất mộng, tức là ngài A Nan nằm chiêm bao thấy bảy cái điềm ở trong giấc mộng. Thì khi mà ngài tỉnh dậy, ngài kể cho Phật nghe, thì Phật cũng dựa vào bảy cái điều mộng đó, ngài nương vào đó, ngài giải cho ngài A Nan hiểu, gọi là A Nan thất mộng. Hay là có một bài kinh khác tên là Ca Chiên Vi Diên, vị ác sinh vương giải bát mộng. Tức là có một vị vua tên là ác sinh. Vua là vương, vương là vua. Ca Chiêm Viên tức là ngài tôn giả Ca Chiêm Viên, vì ông vua tên là Ác Sinh giải 8 cái điều mộng. Rồi có một bài kinh khác tên là Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự, tức là vua nước Xá Vệ, tức là vua Ba Tư Nặc, nằm chiêm bao thấy 10 điều,
rồi Đức Phật giải mộng. Rồi có một bài kinh nữa tên là Cấp Cô Độc Trưởng Giả Nữ. À, vậy thì con gái của ông trưởng giả nằm chiêm bao, thấy những cái điềm đó rồi lên Đức Phật để Đức Phật giải mộng. Như vậy thì thưa đại chúng rằng á, đạo Phật không có chủ trương mê tín dị đoan, không có chủ trương là coi bói, nhưng mà nó do những cái sự tu tập của mình mà nó có những cái điềm, rồi Đức Phật nương vào cái điềm đó giải cho chúng ta, nhưng mà không phải để cho chúng ta khổ đau sợ hãi, mà để cho chúng ta thấy cái đó bất tường mà chúng ta phát tâm tu để giải. Bởi vì nghiệp là do chúng ta thiếu tu. Pháp Hòa ví dụ như là trong cái xã hội của mình ngày hôm nay mà nhiều những cái sự xung đột, nhiều cái tội lỗi mà do những người người ta làm ra. Tại sao? Bởi vì những nhà làm phim ảnh đôi khi không tạo ra những cái phim lành mạnh, mà tạo ra những cái phim gọi là violence, ác, xấu. Rồi con nít nó coi theo đó, cái nó huân tập những cái xấu đó. Hay là mình coi múa võ thì thế nào con nít bắt đầu gặp ai nó cũng cung tay. Thấy không? Hằng ngày á, cha mẹ sống với nhau, mỗi lần cãi cọ với nhau thì không có dùng những cái lời dễ thương với nhau, mà la lối thì con nít nó huân cái đó. Mà huân cái đó rồi thì nó sống theo cái đó, rồi nó cũng truyền đạt cho những cái người xung quanh nó cái đó. Cái nó tạo ra thành một cái xã hội bất hòa. Vậy thì nghiệp từ ai mà tạo? Từ tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày. Vậy thì giấc chiêm bao không phải ai giải, mà chính Đức Phật là những người giải những cái điềm mộng này. Để làm chi? Để Ngài muốn nói cho các vị hiểu, rồi các vị nếu sợ cái đó thì phải lo tu. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói, có một bài kinh nói về cái sợ. Trên đời có những cái sợ và có những cái không sợ. Ví dụ như bây giờ mình có sợ bệnh không? Sợ. Mà chính sợ bệnh cho nên phải ăn uống cho đàng hoàng. Sợ hư phổi không? Dạ sợ thì đừng có hút thuốc. Sợ hư gan không? Dạ sợ đừng có uống rượu. Sợ mất hạnh phúc không? Dạ sợ đừng cờ bạc. Vậy thì có những cái chúng ta cần sợ. Sợ để nó là làm nên. Sợ vợ bỏ không? Dạ sợ đừng la cà ở quán cà phê một khi mình đã có gia đình. Thí dụ vậy. Vì vậy cho nên đó, Phật dạy thì không có sợ là vô ý. Nhưng mà vô ý cái gì? Vô ý những cái gì mà nếu chúng ta chắc chắn rằng chúng ta làm cái này thì không bao giờ có cái khác. Thí dụ như bây giờ mình tập một cái giới thứ nhất là không giết người hại vật. Mà một khi giữ được cái giới đó rồi thì không sợ. Không sợ cái gì? Không sợ trong gia đình mình hay không sợ bản thân mình bị người ta giết chóc. Cho nên chính mình giữ được cái giới nào rồi á, thì mình an lạc giới đó. Cho nên thường giới được dịch là biệt giải thoát. Giữ giới nào thì an lạc giới đó. Bây giờ mình giữ giới không uống rượu thì như vừa rồi đây, trong cách nhau có một tuần lễ mà Pháp Hòa đi hai cái đám tang của hai người mất do một người khác uống rượu say mà đụng. Mà trong đó có một chú Phật tử mà có lên công quả cho khóa tu. Chú lên chú công quả cho khóa tu, chú ở cách chùa đến 8 tiếng đồng hồ. Lái xe đến công quả cho trước một tuần khóa tu. Thì sau khóa tu rồi mấy tuần lễ sau chú về, thì một buổi sáng nọ chú đi chợ tờ mờ sáng thì một cô gái hai mấy tuổi uống rượu say và mất tự chủ khi mà lái xe đụng chú và chú mất tại chỗ. Thấy không? Thành thử ra tại sao mình có những cái sự đó? Tại vì người ta không có biết sợ. Người ta không biết sợ tai nạn, người ta không biết sợ gọi là hình phạt, cho nên người ta mới làm cái đó. Vì vậy cho nên á, Đức Phật dạy rất là rõ. Và thưa đạo Phật thì không chủ trương, nhưng mà có những cái như là một cái điềm mà chính chúng ta ngăn được cái đó thì chúng ta hết khổ. Cho nên nhiều người người ta mới nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Như vậy thì cứu khổ ở chỗ nào? Giờ tôi khổ quá, tại sao tôi cầu Phật không cứu? Thì chúng ta phải nhớ là đạo Phật cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Thí dụ như bây giờ Phật nói rằng mình đừng có quan hệ bất chánh với những người
không phải là vợ hay chồng của mình. Vì làm như vậy là gia đình sẽ đổ vỡ. Mà mình bất chấp, mình vẫn làm cái việc đó, mà bây giờ gia đình đổ vỡ, con cái đau khổ, bây giờ lên cầu Phật thì làm sao Phật cứu? Cái nhân khổ Phật đã nói ngay từ đầu mà chúng ta không giữ, thì khi cái quả khổ nó đến thì Phật không cứu được. Vậy thì chúng ta nhớ là có một cái chúng ta cần nhớ là tắt cái phone đi. Mà có một cái ngộ lắm, mình chỉ nhớ xài mà không nhớ tắt. Các cụ của mình đó là biết cách mở mà không biết cách off. Thấy thương vậy đó. Thưa đại chúng là vì vậy cho nên á, những cái điềm mà Phật nói không phải là Phật hù dọa, nhưng mà để chúng ta biết cái điềm nó sắp xảy ra mà chúng ta ngăn, chúng ta tránh và chúng ta tu tập. Ví dụ như Đức Phật á, khi mà trước khi Ngài thành Phật á, còn là một thái tử trong thời gian đang tu á, Ngài có nằm chiêm bao, Ngài có mộng. Và trong kinh kể lại là lúc đó Đức Phật có 5 điều mộng. Rồi bây giờ quý vị nhớ là trước khi Phật thọ thai, xin lỗi, trước khi Hoàng hậu Maya thọ thai, đâu phải Pháp Hòa quên phải không? Mà Pháp Hòa muốn thử coi quý vị có nghe kỹ không? Quý vị có nhớ trước khi Hoàng hậu Maya thọ thai, bà có nằm chiêm bao không? Bà thấy cái gì? À, thấy một con voi trắng 6 ngà. Thấy không? Rồi trên cái vòi của con voi có quấn một cái cành hoa huệ đi thẳng vào trong hông của Hoàng hậu. Thì lúc đó Hoàng hậu đã có mang, nhưng mà do một cái điềm và báo trước rằng người mà bà đang mang thai là một người đặc biệt. Thí dụ vậy. Rồi bây giờ á, quý vị thấy á, tùy theo cái người giải mộng. Ví dụ như có một lần mà đi giảng, cái cô đó cô ghi cái tờ giấy lên, cô nói dạ thưa thầy, con nằm chiêm bao, con thấy con rùa lớn nghĩa là gì? Mà Pháp Hòa đâu phải là người chuyên giải mộng đâu, tự nhiên nghe câu đó mình chới giới. Trong bụng Pháp Hòa nghĩ con rùa, phải không? Thầy Pháp Hòa mới hỏi gì chứ, con rùa là gì? Tự nhiên ở dưới nói dạ quy. Tức là chuyển sang ra chữ Hán, phải không? Thì trúc lá Pháp Hòa lại, trong bụng Pháp Hòa lại nghĩ quy này là quy y. Tự nhiên ở dưới hỏi con rùa là gì, nói dạ, Pháp Hòa hỏi quy là gì, ở dưới nó rùa. Rùa là gì? Rùa là quy. Trời ơi, tự nhiên nhờ vậy cái mình hát cương mà hát thiệt. Tức là Pháp Hòa suy nghĩ là con rùa lớn, thì con rùa lớn là con đại quy, mà tự nhiên ở dưới giúp cho mình, Pháp Hòa mới nói rùa là quy, lớn là đại, đại quy y là quy y Phật. À vậy con mừng quá, con nói vậy là Phật biểu con phải quy y. Có một lần có một em đó lên nói thầy ơi, con thấy con nằm chiêm bao, con thấy sao bà nội của con á mặc áo trắng đi xa hơi mà giãy tay vậy nè, làm sao thầy? Phải nói vậy chúc mừng mẹ sanh cõi, bà ngoại sanh cõi trời. Nói sao thầy biết? Nói mặc áo trắng là tiên chứ gì nữa. Rồi sao đi xa hơi? Nói thì cái cảnh trời mới đi xa hơi chứ. Thành thử ra nếu như á mà chúng ta có một cái ý lành thì chúng ta sẽ nương cái điềm chiêm bao của người ta để mình làm gì? Mình khuyến tấn người ta tu. Vậy thôi. Đó. Mà Pháp Hòa là không có phải là người giải mộng, nhưng mà sao cứ gặp Phật tử cứ biểu giải mộng không à. Nhưng mà thôi cũng được, nhờ vậy mà có đề tài khuyến Phật tử tu. Mà gặp như vậy rất là nhiều. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói đại chúng nghe là Hoàng hậu Ma Gia khi thọ sanh, khi mang thai Thái tử Tất Đạt Đa cũng nằm mộng. Điềm lành. Đức Phật trước khi thành Phật là một thái tử đang trong thời gian tu, và trước khi thành đạo Ngài nằm mộng. Và bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng nghe, Đức Phật
nằm mộng thấy năm điều. Điều thứ nhất á, là Đức Phật nằm Ngài thấy á, cái đầu gối của Ngài á, cái đầu của Ngài gối lên một ngọn núi và bàn tay của Ngài thòng xuống một cái biển cả. Và sau này Ngài biết rằng cái điềm đó báo cho Ngài biết rằng Ngài sẽ thành một bậc chánh giác. Rồi có khi trong giấc mộng đó, Ngài nằm Ngài thấy có nhiều con dung màu trắng bò lên chân mình và phủ kín đầu gối. Đây là điềm báo xuất hiện rất đông đảo các cư sĩ theo giáo pháp của Ngài tu. Rồi có một lần Ngài mộng, Ngài thấy từ ở nơi rốn của Ngài mọc lên những ngọn cỏ lên tới tầng mây. Thì sau này Phật biết đó là điềm báo rằng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp bát chánh đạo. Thì đó là năm một trong những điều mà Đức Phật trước khi thành đạo đã chiêm bao. Và ở trong kinh có kể là có một ông vua tên là Ba Tư Nặc. Ông nằm chiêm bao, ông thấy 16 điều. Và ông lên ông gặp Phật. Ông trình bày những giấc chiêm bao đó. Và Đức Phật đã nương vào cái giấc chiêm bao đó mà nói cho ông nghe. Ở đây mình không có đủ thời gian để nói đủ 16 điều. Bây giờ hôm nay sẵn dịp mình nói việc chiêm bao, thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe vài giấc chiêm bao mà Phật đã nói trước. Rồi để rồi chúng ta thấy ở trường hợp này là thiện thần mách bảo. Đây Pháp Hòa không phải khoe nha, nhưng mà Pháp Hòa kể cái điềm. Lúc Pháp Hòa học xong lớp 9 á, thì Pháp Hòa muốn đi tu. Thì từ nhỏ ở trong nhà đó, là ba mẹ Pháp Hòa đều biết rằng á, trước sau gì Pháp Hòa cũng đi tu. Nhưng mà muốn tìm cách giữ mình lại được lúc nào hay lúc đó. Thì cái năm đó học xong lớp 9 rồi, lúc là 15 tuổi. Thì Pháp Hòa quyết định là mình sẽ đi tu vào năm này. Thì cái buổi chiều hôm đó Pháp Hòa mời ba mẹ Pháp Hòa ngồi xuống. Thì Pháp Hòa quỳ xuống, mình lạy để mình xin. Thì mẹ Pháp Hòa biết liền, bà già khóc lên, nói là con muốn đi tu phải không, con muốn đi tu phải không. Thì khóc lên và không có cho đi. Đã rồi thì bà mới nói với Pháp Hòa là thôi bây giờ muốn đi tu thì học xong lớp 12 đi rồi đi tu. Cái thì thế là Pháp Hòa cũng nương vào cái câu nói đó, rồi thôi cũng không muốn mẹ mình buồn, thôi cũng chấp nhận đợi xong lớp 12 đi tu. Thì cái đêm đó Pháp Hòa tóc dài muốn đi ra ngoài hớt tóc, thì sư phụ Pháp Hòa mới nói thôi con thì đâu có cần kiểu cọ làm chi, đi ra ngoài hớt tốn tiền, sẵn thầy có cái tông đơ ở đây để thầy hớt cho. Thì thầy thì có cái ý tốt là muốn cắt ngắn gọn lên thôi. Cái thầy mới chỉnh hồi, cái không biết làm sao cái tay thầy nó trật, cái nó hớt nguyên chỏm phía sau. Cái bắt đầu thầy thấy là tá quả rồi, tự nhiên mình hớt tóc cho nhỏ mà nó lõm chỏm, thì thầy mới chỉnh chút làm sao hồi cái chỉnh của nó cạo trọc cái dưới này hết, nó còn có cái khoanh về nhìn y như cái miếng dừa khô. Thì Pháp Hòa đi về nhà, cái ông già Pháp Hòa ông nhìn cái đầu của ông, nói ai cạo cái đầu mày vậy. Pháp Hòa mới nói thầy trụ trì trên chùa, thầy muốn hớt thiệt nhưng mà tại thầy làm hư tóc cho nên thầy chỉnh. Ông già mới nói hớt cái đầu gì mà kỳ quá, thôi cạo luôn đi. Cái thì Pháp Hòa mượn cái cớ đó Hòa cạo tóc. Nhưng mà cạo tóc thì đâu có nghĩa là đi tu, tại do tóc mình hớt hư thôi. Và Pháp Hòa rất là sợ là ba mẹ mình bắt mình phải cạo tóc để tóc trở lại, cho nên mới lén xin một thầy cái đồ cạo râu á bằng lưỡi dao á, cất ở trong toilet á, cứ sáng nào cũng vuốt nước lên rồi cạo, để như là không bao giờ để cho tóc mọc lên lại, rồi để có cái cơ hội để mình đi tu. Thì Pháp Hòa nhớ có một buổi trưa đó Pháp Hòa ngủ, thì trong cái ngủ của mình á là nó không có say, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông to bự, thiệt là bự, mà cái chân của ông mình đứng á, mình nằm á là chút xíu với chân ông thôi. Thì ông vồm tới mặt Pháp Hòa vậy nè. Ông mới nói tại sao giờ này chưa đi. Thì Pháp Hòa giật mình,
mà người mình nó toát mồ hôi vậy, tại thấy cái ông khổng lồ quá. Thì sao Pháp Hòa nghĩ ra chắc có lẽ là các vị thiện thần hộ pháp, cho nên quyết định đi tu mà tu lén, không có dám nói. Cho nên cuộc đời Pháp Hòa đi xuất gia thọ giới sa di là lén lút. Pháp Hòa còn nhớ rất rõ, đó là đúng ngay ngày rằm tháng 7. Thọ sa di chỉ có thầy truyền giới cho Pháp Hòa với vài ba Phật tử. Mẹ ba Pháp Hòa không dám báo. Thọ giới xong rồi thì có một bác phone về báo cho mẹ Pháp Hòa biết là cháu nó đi tu rồi. Bà già mới khóc một trận ở nhà. Rồi xong rồi mẹ Pháp Hòa về nhà thì mẹ Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, đi tu rồi nhưng mà mẹ đâu có nỡ xa con liền được. Thì Pháp Hòa mới nói thôi vậy cũng được, một tuần lễ con ở nhà với mẹ 4 ngày, con ở chùa 3 ngày. Thì cũng ngay lúc đó, thầy sư phụ mình á, vừa phủi tóc cho mình truyền giới sa di xong thì có công việc phải đi một tháng, chùa không ai coi. Pháp Hòa mới lấy cái cớ là chùa không ai coi chừng, con phải ở chùa con coi chừng. Mà quý vị biết đi học là cầm cái cặp da trong tông tập á, mỗi ngày về nhà tha một chút. Tha xong bà già vô phòng, thấy trong phòng trống một chút. Cuối cùng bà cũng biết là không giữ được. Thì như vậy thì cái mà giúp cho Pháp Hòa quyết định một cách mạnh dạn, đó là nhờ ông hộ pháp ở trong cái giấc chiêm bao đó. Như vậy thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng khi cái tâm mình khởi, hoặc là do cái công đức mình tu, các vị thiện thần người ta khuyến tấn mình. Thỉnh thoảng quý vị thấy quý vị đi vô chùa tụng một thời kinh với đại chúng thì biết rằng các vị khuyến khích mình bước, nghe là thăng tiến nữa trên cái bước đường tu học. Thì một lần đó vua Ba Tư Nặc đến gặp Đức Phật và cho Đức Phật biết rằng ông có 16 điềm chiêm bao. Thì ông có kể cho Đức Phật nghe điềm chiêm bao thứ nhất: vua mộng thấy một cái cây bỗng dưng thu nhỏ bất thường, nghĩa là cao hơn ngang tai mà đã đầy hoa trái. Chắc tại hồi xưa không có bonsai. Tức là cái cây nó lớn rồi nó thu nhỏ lại mà có hoa trái. Thì Đức Phật mới báo cho biết rằng đó là điềm báo việc sau này loài người càng ngày càng đắm nhiễm cái dục lạc. Tức là tự nhiên cái cây lớn mà nó thu nhỏ, thì Đức Phật nói rằng đời sau, tức là tương lai, ở trong tương lai, con người mình sống chạy theo cái xa hoa, cái dục nhiễm nhiều hơn. Vua mộng thấy một con bò cái tìm đến bú sữa mấy con bê bé xíu, thay vì thường tình thì ngược lại. Quý vị thấy không? Thí dụ như con bê là cái con bò nhỏ, thường nó phải bú sữa mẹ. Tại sao ở đây ngược lại là con bò lại đi bú sữa con bê nhỏ? Thì Đức Phật nói rằng đó là cái điềm sau này những bậc cha mẹ phải sống hệ lụy với con. Bây giờ quý vị thấy đúng không? Muốn đi chùa phải ngồi cửa chờ con về đưa. Phải không? Phải không? Muốn làm gì cũng phải nhờ con. Vậy thì Đức Phật báo trước. Mà bây giờ biết bây giờ mình mà lỡ mà hôm nào mà ngồi mà chờ con đừng có buồn. Vì đây là điều Phật đã nói trước. Phải không? Mà bây giờ ở một cái quốc gia, một cái hoàn cảnh, một cái xã hội như vậy mà chúng ta không tùy thuận, đó là một sự thật thôi. Vì con cái đi làm không có thời gian, rồi mình muốn đi đâu thì đợi con cái về mới chở mình đi. Mình hiểu cái đó, mình không có trách mà cũng không có buồn, mà chúng ta sống biết tùy thuận. Rồi các con nghe được điều Phật nói thì nhớ là phải làm sao để cho cha mẹ bớt những cái buồn khổ do đời sống tuổi già lúc nào cũng phải tùy thuộc vào con. Ngay cả nhiều khi có những người sống chung với con biết rể không có dễ, cho nên đôi lúc á, dậy rồi mà không dám ra, sợ rụt rịch rể phiền muộn. Hay là sống chung với dâu biết dâu khó khăn, cho nên nhiều khi thức dậy rồi mà muốn ăn trước cũng không dám, sợ làm ồn nó ngủ không được rồi mai mốt nó kiền ra. Thí dụ như vậy. Cho nên Đức Phật, ông vua Ba Tư Nặc nói với Phật: con nằm chiêm bao, con thấy một con bò cái
không? Bú sữa những con bò nhỏ. Thì Phật nói đời sau này, tức là có những người, đời sống của chúng ta phải hệ lụy. Vua Mộng thấy một người bỏ bê những con bò cao khỏe mạnh, thay vào đó những con, sử dụng những con bê thấp bé vào việc nặng nhọc. Tức là có hai con bò lớn nó đang kéo xe, thì người ta lấy hai con bò lớn đó ra đi, người ta lại thế hai con bò nhỏ vô một cái chiếc xe lớn như vậy. Thì quý vị thấy, nghe thôi mình tưởng tượng được cái hình ảnh là nó làm sao. Nó yếu ớt, nó lạng quạng, nó không có quân bình. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là một điều báo trước rằng ở đời sau có những người bất tài mà phải nắm quyền trong tay. Tức là những người, người ta không có cái tài, cái năng, không có cái đức mà người ta lại nắm trọn những cái quyền hành để người ta quyết định, thì chúng ta cũng chịu. Vậy cho nên người xưa thường hay nói, mình không có tài mà ở địa vị cao là nguy hiểm. Tại không có tài mà mình ở trong địa vị cao quá, không có công mà hưởng bổng lộc nhiều là nguy hiểm. Đó, ví dụ như mình, cho nên đời này cũng vậy. Quý vị thấy là mình qua đây tuổi già, đâu có đi làm, tự nhiên mỗi tháng chính phủ cho mình mớ tiền. Ta là mình không có làm gì mà hưởng, phải không? Thì nhớ là cái hưởng đó là của nhiều người đóng góp, có dư bố thí chút ít. Cho nên cái đó là cái cho mình biết rằng đời trước mình có cho, cho nên đời này mình có hưởng. Nhưng mà có phước đừng có hưởng hết. Mình lãnh ra cái check là mình hưởng, ví dụ như trả tiền nhà, tiền ăn, tiền gì đó, rồi lâu lâu mình trích ra, hoặc là mỗi tháng mình để dành 5-3 đồng, được vài trăm cái mình gửi, mình bố thí cho cái người nghèo hơn mình. Mình không có cho nên chính phủ mới cho. Nhưng mà có những người, người ta còn tệ hơn mình, ta ở một cái quốc độ mà người ta không hưởng được những cái đó từ chính phủ, thì mình nhớ nghĩ tới họ, mình cho để tiếp tục gieo. Lẽ ra mình phải chung số phận với những người đó đó, nhưng mình phước mình hơn chút, mình được ở cái chỗ tốt hơn. Thì đó là cái điểm mà Đức Phật thấy hai con bò lớn bị đổi bởi một con bò nhỏ. Thì Đức Phật nói rằng thế gian sau này, ở trong xã hội có những người, người ta không có cái tài năng mà người ta lãnh đạo. Cho nên Đức Phật dạy ở trong nhà đó, bậc làm cha mẹ muốn thống lãnh con cái, muốn dạy dỗ con cái, thì người đó phải có cái đức. Mà mình để tiền của lại cho con á, nó không có giữ. Để sách vở lại cho con, nó không có đọc. Thấy không? Nó có ba cái mà chúng ta để. Một là tiền của, hai là sách vở. Mà cái đó thì tiền của thì con phá, mà sách vở thì nó bán. Mà có một cái mà nó không có bán được, mà nó cũng làm gì được á, là gì? Cái đức. Mà cái đức đó đó không có thấy, nhưng mà nó là cái kế lâu dài. Ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ ảo ảo mà nó lại là cái kế về lâu. Pháp Hòa mới nói quý bác có lớn tuổi, bây giờ lúc còn khỏe về chùa công quả, bây giờ mình không còn làm được, cái tự nhiên tuổi thân. Hỏi bác tuổi gì? Nói dạ tuổi dần tuổi ngọ, mà hễ đụng tới cái nó tôi tuổi thân. Mà dần rồi thân, mà thân thì tới cái gì hà? Tị. Tị là cái gì? Ganh tị. Cho nên đừng có tuổi thân mà thấy trẻ làm được cái ganh tị. Mình á, lúc trẻ vô nấu cho người ta ăn, bây giờ già không nấu được, ngồi niệm Phật, lên chánh điện niệm Phật. Niệm Phật để cho mấy bạn già thấy mình niệm Phật niệm theo. Đó là mình thuyết pháp vô ngôn. Rồi mình niệm Phật á, cái âm ba niệm Phật của mình nó chan hòa trong đạo tràng, nó ban cái phước cho đạo tràng. Rồi cái sâu chuỗi mình dùng á, niệm cho nhiều đi, để cái lực của mình nó vô cái sâu chuỗi đó. Có trăm tuổi già nhớ để sâu chuỗi đó lại cho con cái, để nó giữ cái đó, nó tiếp tục nó niệm. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái sâu chuỗi nó không có đáng giá, nhưng mà trường cửu chi kế. Không thấy được mà trường cửu chi kế. Và quý vị đọc một cái câu Phật Pháp hay, quý vị viết vào. Như hôm chiều này Pháp Hòa có nghe kể, một cô Phật tử đi dự khóa tu rồi
mà đột xuất là cô bị bệnh rồi cô mất. Lục cái giỏ cô ra không có một cái gì hết ngoài một câu trong cái giỏ thôi. Đó là cái câu là sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Cái câu đó là cái câu mà chúng ta được học từ cái tiếng Hán là triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Thì quý vị mới kể và nghe là cái bà đó, cái cô đó khi mà ngã bệnh ra ở giữa đại chúng ta, lục cái giỏ ra không có tiền có gì hết, chỉ còn câu thôi. Thì cái câu đó lưu lại cho mình gọi là gì? Trường cửu chi kế. Mình nghe cái câu đó nhắc nhở cho mình. Như có một đạo hữu, ông đi dự khóa tu, ông học được câu, ông chép trong cái xe của ông, rồi khi mà ông mất thì trong cái xe để lại cái câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Bây giờ con cái lục ra trong xe, ba không để lại gì cho mình hết á, ba để lại một câu đó. Mà cái câu đó ông ghi cho ông học, mà cũng là cái truyền đạt lại cho con. Rồi chúng ta nghe được cái câu đó, chúng ta cũng học đó: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Phải không? Người sống trăm năm, người sống trăm năm không thấy đạo lý, chi bằng sống một ngày mà thấy đạo. Người sống một ngày mà người ta thấy đạo á, thì người ta an lạc, ta khỏi hơn là người sống trăm năm mà đau khổ. Đau khổ do chấp trước. Cho nên vua Ba Tư Nạc nói như vậy. Rồi có một điểm nữa, ông vua Ba Tư Nạc nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy có một con ngựa, một cái đầu mà hai cái miệng. Đức Phật nói cái đó là cái điểm ở trong đời sau. Có những người, người ta lợi dụng luật pháp, người ta ăn tiền hai đầu. Có không? Tức là người ta hiểu luật, cho nên á, bị cáo cũng bị ăn tiền, mà nguyên cáo cũng bị ăn tiền luôn. Cho nên nhiều khi bây giờ mình không khéo, cái mình đem cho người khác hưởng dụng ha. Ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn á, có kể một câu chuyện là có hai vị, có quý thầy với nhau, do chia những cái vật dụng trong chùa không có đều rồi phiền hà với nhau, thì mới mang lên cho hòa thượng Đại Giác, mang cái chuyện đó lên gọi là mét ngài, thì hòa thượng Đại Giác mới quở. Hòa thượng mới kể một câu chuyện, hòa thượng nói: mấy ông không có nhớ đời xưa có hai người, một người tên là Huệ An, một người tên là Huệ Minh. Thì một cái ông, hai ông này là con của hai ông già. Thì cái ông già con ba của Huệ An á, lúc có tiền á thì không có đem đưa cho con cái, sợ con cái làm hao của. Cho nên mới đem gửi ba của Huệ Minh. Thì khi mà ba Huệ Minh sắp mất, thì mới để cái tiền của lại cho con của ông và dặn rằng: sau này con mang tiền của ba nè, ba của họ gửi đó, trả lại cho con họ. Thì khi mà hai ông già mất hết rồi thì họ đem tiền họ trả với nhau. Thì cái ông kia không nhận. Ông nói: thứ nhất là ba tôi gửi mà ba tôi không có nói gì hết. Pháp Hòa xin tạm dừng. Thôi thì để trong khi mà chờ đợi quý vị ổn định, Pháp Hòa hát 4 câu cho quý vị nghe, nó đúng với cái bài, cái bài nói chuyện hôm nay là mộng. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Giờ quý vị cùng hát cho vui nha. 2, 3. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui.
Cái bài đó nó dễ vậy đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Đó là sự thật phải không? Rồi bây giờ mình nói tiếp chút nữa cho hết. Thật ra thì đây là 16 điều mộng của vua Ba Tư Nặc. Mà ở trong kinh á, những cái kinh mà nãy Pháp Hòa lược ra cho quý vị đó, là đây là những cái kinh mà Đức Phật đã dựa theo những điềm mộng mà Đức Phật giải thích và hướng dẫn cho chúng ta tu. Và cái bài kinh mà vua Ba Tư Nặc nằm thấy 16 điều mộng này rất nổi tiếng. Cho nên Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, nhưng mà chỉ trích thôi chứ không thể nói hết. Bây giờ mình nói một cái mộng nữa. À, nãy mình kể câu chuyện kia chưa hết nhé. Thì hai ông cụ thì mất rồi, thì cái người con á mới nhớ là ngày xưa cha mình dặn như vậy, cho nên mang tiền tới trả cho người con kia. Thì ông kia ông không nhận. Ông nói gia đình tôi rất là nghèo, làm gì có tiền để gửi. Mà nếu mà ba tôi gửi, tại sao ba tôi không nói? Thì cái ông kia mới nói, không không, thật sự là ba anh có gửi tiền và đã dặn tôi rằng sau này trao lại cho các anh, vì sợ các anh không có biết gìn giữ. Hai bên không chịu ai nhận cái tiền đó hết. Cuối cùng phải đem lên cho bao chuẩn, tức là bao thanh thiên. Và ông cũng biết sao xử cái chuyện này. Thì cuối cùng á, quyết định là đem số tiền đó đi vào trong chùa một phần và bố thí cho người nghèo một phần, phần còn lại lên chùa làm lễ trai tăng cầu siêu cho hai ông luôn. Thì câu chuyện đó Hòa Thượng Đại Giác đã nói lại, tức là người xưa người ta đã giữ cái sự gọi là trung chinh, cái sự mà là hết lòng, gọi là chân thật như vậy. Cho nên vua mà thấy vua nằm chiêm bao, vua nằm mộng, vua thấy cái điều mà vua thấy một cái điều mà một con ngựa mà có hai cái miệng, thì Đức Phật mới nói rằng trong đời sau có những người lợi dụng luật pháp và lợi dụng những người không hiểu luật, cho nên người ta làm tiền cả hai bên. Rồi cái đó mình có thấy đời này không? Ông vua nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng, con thấy có một cái chén bằng vàng hứng lấy nước tiểu của một con chó rừng. Quý vị thấy không? Thường thường á, cái chén vàng á, thì để đựng gì? Nếu mà chén vàng thì phải đựng cơm, đựng thức ăn ngon, chứ tại sao lại đi hứng nước tiểu? Thì Đức Phật nói đó là cái điềm báo trước. Trong đời sau này, cái mức sống của con người chênh lệch. Thí dụ như là có những người thì quá giàu, có những người thì quá nghèo. Có những người người ta làm hết sức mà không có ăn, còn có người làm chơi chơi mà có. Thí dụ vậy, tức là cái mức sống trên là Đức Phật nói như vậy. Rồi Đức Phật, ông vua Ba Tư Nặc nói bạch Đức Thế Tôn, con mộng thấy một dây đàn, một cái người ngồi đang dây thừng, có một con chó ngồi dưới cứ nhai nuốt hết đoạn dây này đến đoạn dây khác. Thì Đức Phật mới nói, tại sao có một người thì ngồi chế, một người thì ngồi nhai? Thì Đức Phật ở nói ở đây, đời sau có những người, người ta có của nhưng mà người ta không biết sử dụng đúng. Tức là dây đàn thì phải làm gì? Phải làm để căng dây mà khải đàn, nhưng mà dây đàn này lại để cho con chó nó nuốt. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó là cái điềm mà đời sau này có nhiều người, người ta làm có của mà ta không biết xài. Quý vị có thấy cái đó không? Làm cực nhọc rất là nhiều, nhưng mà đi vô trong cái chỗ chớp chớp nó kêu là casino gì đó là hết. Cho nên nó kêu, nó chớp chớp, nó kêu come in đó. Rồi mình vô trong đó rồi mình cũng đai sun cho mình á, thí dụ như rồi á, mình có cái thân thể khỏe, mình lại không biết sử dụng thân thể khỏe, mình rượu chè cờ bạc hay làm một cái việc gì đó để mà mình làm hao tổn sức khỏe của mình, hay là hoặc là mình có một hạnh phúc gia đình nhưng mình không có biết giữ, mình làm những cái việc sai quấy để cho gia đình mình phải đi tới cái chỗ đổ vỡ ly tán, nó nên như vậy đó.
Rồi Đức Phật thấy, ông vua thấy một cái điềm chiêm bao nữa, là thấy có một nồi cơm mà có ba lớp. Tức là lớp, một lớp đó, chín, một lớp nhão, một lớp sống, nấu cơm ba tầng. Thì Đức Phật, ông nói với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng á, đời sau này, đời sau này chúng sanh càng bất thiện, khiến chư thiên phẫn nộ, ác nghiệp cũng chiêu cảm, đến mức sống chênh lệch, và cái chỗ thái hòa không còn. Thì quý vị thấy thiên tai chỗ này chỗ kia là do con người không có biết tạo cái thiện lành, không có biết tạo cái thiện nghiệp, mà mình tạo cái nghiệp xấu nhiều. Đức Phật nằm, Đức ông vua thấy rằng thiên hạ dùng một chút bơ tươi mà đổi lấy một miếng trầm hương đáng giá ngàn vàng. Đức Phật cho biết đó là cái điềm mà người ta đã dùng Phật pháp để làm những việc không đúng. Ví dụ như là mình tới mình nói sao lúc này á, con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy con khóc, hay là tụng kinh con hay khóc. Cái nói như vậy là chắc Phật Thánh về dựa vô anh. Anh bây giờ phải đi làm cái chuyện gọi là hầu Phật, hầu Thánh. Nhưng mà thật sự Phật Thánh đâu cần mình hầu kiểu đó. Hay là bây giờ người ta nói cho mình nghe đó, là người ta là cái người chứng đạt cảnh giới thiền định, người ta có thể tiếp xúc với cõi trên. Mình cần gì mình nói với người ta, rồi người ta tiếp xúc giùm cho mình. Những cái đó nó là không phải của Phật giáo. Cho nên nhiều khi đời này Phật tử do đâu mà chúng ta bị những cái đó nó sai mình, nó khiến mình đi theo. Bởi vì mình không có học Phật pháp. Nếu một người mà có học Phật pháp kỹ thì chúng ta biết rằng cái đó không có. Bây giờ đâu có cái chuyện mà, đâu có cái chuyện mà gọi là một cái vị thánh, vị thần nào mượn xác của ai đó để mà về biểu mình cúng quái gì đâu. Hay là đâu có chuyện do cái tâm mình loạn cho nên mình cần ngồi thiền để tâm mình tịnh. Đằng này mình nói ngồi thiền để mình đi đây đi kia, dạo cảnh này dạo cảnh nọ, thì cái đó người ta muốn nói gì ta nói. Nhưng mình xác định cái đó không phải là thiền của đạo Phật. Còn người ta muốn nói thiền của ai đó là quyền của người ta, phải không? Còn nếu mà thiền của đạo Phật là không xuất hồn đi đâu hết, không liên lạc với cõi trên, cõi thánh gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lấy cái gì? Lấy cái thanh tịnh lâu năm của mình lại đổi lấy một chút xíu đó, như là ta lấy một miếng bơ mà đánh đổ cái trăm ngàn lạng vàng một miếng kỳ hương vậy. Thì nói tóm lại, vua Ba Tư Nạc nằm thấy 16 điều và ông đã trình lên Đức Phật, mà Đức Phật đã nói cho ông biết, cho chúng ta biết là những cái điềm sắp xảy ra. Mà chúng ta biết để làm gì? Này đâu có đánh mình, đâu có biểu mình cúng quải gì, phải không? Cái này biểu chúng ta cuối cùng là để chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã có những cái báo trước, để tự nhiên đời này chúng ta phải hiểu chúng ta là một Phật tử, thì chúng ta cần phải học Phật pháp, suy tư Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để trí tuệ nó sinh. Ba công thức để phát sinh trí tuệ đó là nghe Phật pháp, suy tư về Phật pháp và ứng dụng Phật pháp. Mà chúng ta nói theo danh từ Phật học là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư tu. Mà nếu chúng ta có được cái này thì chúng ta sẽ là một Phật tử vững chãi trên nước đường tu của mình. Bởi vì giáo lý của đạo Phật có đầy đủ 4 yếu tố: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ 4 chữ đó ha. Giáo tức là có giáo lý. Có không? Có giáo lý không? Có. Rồi chữ lý là gì? Giáo tức là sự dạy dỗ. Lý là lẽ thật. Nói mà nói lẽ thật là giáo, là lý. Hạnh là gì? Hạnh là chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Và cuối cùng là kết quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Dạy, nhưng mà dạy cho mình cái lẽ thật. Rồi từ cái lẽ thật đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, thì chúng ta có kết quả. Rõ ràng không? Cho nên Phật pháp không có cái gì mà nó xa xôi.
mà chính ở ngay đời này mà chúng ta nhận được. Nói tóm lại, hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái điều là ai trong chúng ta thỉnh thoảng ngủ cũng có mộng, trừ Phật, trừ những người mà đời sống của họ thanh tịnh, không suy nghĩ, không lo lắng. Còn một khi chúng ta còn lo lắng, còn suy nghĩ thì chúng ta sẽ có chim bao. Mà nếu mà là chim bao thì bây giờ muốn có chim bao lành thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ lành, huân cái lành. Bởi vì hàng ngày cái gì chúng ta thấy, nghe thì chúng ta đưa nó vào cái bộ nhớ mà nhà Phật gọi là cái tàng thức, tức là cái bộ chứa, cái chỗ chứa đó. Khi chúng ta ngủ thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, nhưng mà cái ý nó không có ngủ, nó làm việc, nó đi vô trong cái kho chứa đó, nó lôi mấy cái đó ra. Không, ví dụ như bây giờ khi quý vị mà ngủ rồi thì bây giờ ai mà quơ tay mình đâu có cảm nhận nữa, phải không? Nhưng mà bình thường mà ai làm gì đó mình nhớ, mình thu vô. Mà chính cái đó ban đêm mình ngủ hay là lúc nào mình ngủ say thì cái ý thức nó đi vào trong đó, nó mời những cái mà chúng ta chứa ra. Vì vậy mà chúng ta cần phải chứa cái tốt cho nhiều, để khi chúng ta có mất, sắp mất thì những cái xấu nó không có xuất hiện. Ví dụ như quý vị để ý, ví dụ tại sao mình thấy thỉnh thoảng có một vài người sắp mất họ la hét lên, họ khủng hoảng, họ sợ. Đó là do những cái xấu mà lúc họ huân tập, lúc sắp mất nó chiếu lại. Cho nên hàng ngày mình sống là mình huân như một cuốn phim, cái video vậy nó thâu hết. Rồi khi mình sắp mất thì cái cuốn phim nó quay lại cho mình coi. Rồi có khi mình hốt hoảng, có khi mình sợ hãi. Nhưng mà có những người thì sao? Chắp tay như là có những bậc thánh chúng đến tiếp dẫn, là do hàng ngày mình huân. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chúng ta cần phải có. Đức Phật dạy chúng ta tới thập niệm, 10 niệm lận. Nhưng mà bây giờ quý vị nếu mà dở nữa, không nhớ đủ 10 niệm, nhớ 6 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, 6 niệm cũng được. Còn lỡ mà bây giờ nhớ không hết nữa đó, nhớ 3 niệm cũng được: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là chọn Phật nào cũng được. Thí dụ như là mình có duyên với Phật Di Đà thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng có nhiều cách niệm. Thí dụ quý vị niệm á 3 câu trong một hộp chuỗi. Thí dụ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hộp. Thì mình niệm 10 hộp là được 30 câu. Thay vì Nam Mô Di Phật bấm hộp, Nam Mô Di Phật bấm hộp, bây giờ 3 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, một chuỗi. Có nhiều khi người ta 10 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, 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 đủ 10 niệm một chuỗi. Cũng giống như mình đi gia đình Phật tử vậy đó, ta biểu mình niệm: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Thế thì người ta chỉ ngay mình, thế là mình bị trúng cái mình phải niệm liền nha: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, 10 ly chanh đá, 1 ly đá chanh, 5 ly chanh đá, 6 ly đá chanh, 10 ly chanh đá, 8 ly đá chanh, 9 ly đá chanh, chanh đá, 10 ly đá chanh. Mình niệm một hơi vậy cái là mình được, không bị phạt. Thì bây giờ trong cách niệm Phật á, chư tổ có dạy chúng ta nhiều cách niệm lắm. Niệm theo hơi thở cũng được. Thí dụ bây giờ quý vị nào mệt á, niệm theo hơi thở: thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị nào yếu chân mà phải tập đi vòng vòng trong công viên, ở trong nhà, bước thật chậm một bước A Di, bước một bước nữa Đà Phật. Thay vì mình niệm đau quá, nhức quá, đau quá, nhức quá, cái đó đau thêm, nó nhức thêm. Bây giờ mình lấy cái tiếng niệm Phật đẩy cái đau, cái nhức đó ra: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu mà lúc mệt quá cứ ngồi chắc chết chứ sống sao nổi, chắc chết chứ sống sao nổi, đừng có nhớ cái đó. Cũng giống như hồi xưa mà đắc kỷ mà lúc ho gà nói với vua trụ vậy đó: chắc tiếp chết chứ đâu còn mong chi sống.
chẳng biết kiếp trước kiếp đây làm nên tội gì. Bây giờ mình không có niệm cái đó. Không, mình ngồi mình nói trời ơi, không biết tôi tội gì mà nó hành tôi quá, tôi bệnh tôi quá. Không có niệm cái đó. Mình phải niệm Phật. Đau nhất thì cứ khi mà nó một cái cơn đau nó nhói lên là a di. Một cơn đau nó nhói lên là mình đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Bên chỗ Pháp Hòa có ông cụ năm nay là 95 tuổi. Ông bị bệnh tim. Mà mấy lần nhồi tim mà không chết. Tại vì khi mà ông mệt đó, ông nằm ông để tay lên ngực nè. Và ông niệm Phật theo cái thở của ông. Ông chuẩn bị sẵn sàng để đi mà. Nhưng mà bây giờ không nhớ gì nữa hết. Cứ mỗi một lần đau mà hít lên. À gì? Đà Phật. Niệm như vậy đó. Hôm rồi trước khi qua đây á, buổi tối Pháp Hòa vào bệnh viện thăm một ông cụ 84 tuổi nằm bệnh viện. Thì Pháp Hòa mới vô thăm xong ông, Pháp Hòa mới nói ông ơi bây giờ Pháp Hòa niệm Phật cho ông nghe nha. Ông khỏe thì ông niệm theo, khi nào ông mệt thì ông khỏi niệm. Pháp Hòa niệm chậm lắm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái ông nghe chấp tay ông niệm theo. Niệm hồi cái mệt cái ông nằm nghe. Cái đâu chừng 5-3 câu thôi cái ông chấp tay lên ông xá. Nhưng mà không có mình vô là ông đâu có xá. Ông đâu có niệm. Cho nên nếu mình đi thăm bệnh á, mình niệm Phật cho người ta nghe. Thay vì mình nói chuyện thời sự, chuyện lung tung, người chết không còn nghe đó nữa đâu. Cái người bệnh ta không có nghe cái đó nữa. Ta cần nghe niệm Phật. Và cũng đừng nói cho người ta nghe ông có sợ chết không? Hỏi sao vậy? Con đang khai thị. Cái đó không phải khai thị. Mà vô hỏi ông có muốn gì không? Nửa chết thầy nào tụng? Sợ thầy mất job rồi kiếm job. Không có nợ cái đó. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp. Niệm Pháp là mình nhớ mấy câu kinh. Quý vị tập nhớ mấy câu kinh. Nhớ mấy câu kinh nào mà nó giúp được cho mình trong khi mình phiền não, khổ đau. Nhớ mấy câu đó. Niệm Pháp rất có lợi. Niệm Pháp rất có lợi. Quý vị biết hồi nhỏ Pháp Hòa thích coi mấy cuốn lịch mà nó có mấy câu thơ ở dưới á. Lúc mình xé lịch mỗi ngày nó Pháp Hòa học rất nhiều từ những cái tờ lịch đó. Cứ mỗi ngày ra đọc câu mà trong đó là sẽ có một cái câu lành để nhắc nhở cho mình. Thì quý vị một năm quý vị gỡ 365 tờ lịch. Ít nhất quý vị cũng nhớ được 60 câu. Nếu mà gọi là dở mà quên 300 câu kia đó. Thì ít nhất cũng còn nhớ lại là 65 câu. 65 câu là đủ ăn rồi. Phải không? Thành thử ra lý do tại sao Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có một bà cụ ngày nào cũng lại học danh sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, mà tụng riết thâm nhập. Nằm ngủ mớ mà mớ nguyên thời sám hối. Mớ vậy khỏe không? À, còn bây giờ mình mới gì đâu không à. Rồi cái thì mình mới cái người kia mới vỗ cái bóp. Nói ông này ngủ mà nói chuyện sùm làm tôi ngủ không được. Bà mới nói tại ban ngày bà nói hết tôi đâu có cơ hội tôi nói. ban đêm mà ông dành ông nói. À. Thì thưa đại chúng nói tóm lại là chúng ta chim, chúng ta ai ngủ cũng phải có chim bao. Thì bây giờ để tránh đi những cái chim bao mộng mị không tốt thì chúng ta tập huân cái lành. Để khi chúng ta đi ngủ, cái lành nó xuất hiện trong chim bao. Có một ngày đó Pháp Hòa đi chuyến một chuyến máy bay dài. Thì mình thiếp ngủ, thì khi giật mình á, cái tay Pháp Hòa đưa lên, Pháp Hòa xá. Pháp Hòa niệm một câu, Nam mô Phật tử đi chùa đúng Pháp. Niệm như vậy mà khi giật mình vậy á, trời ơi mình ngó mấy người xung quanh họ ngó mình. Nhưng mà Pháp Hòa mỉm cười là tại vì mình mừng là gì? Trong tâm của mình thường nghĩ cái lành. Cho nên khi mình ngủ chiêm bao rồi mình cũng lành. Có đôi khi Pháp Hòa lên xe, Pháp Hòa thiếp đi, thì lúc giật mình Pháp Hòa hay thường để ý coi cái trạng thái cái tay của mình để làm sao. Thì thường thường Pháp Hòa hay ngồi để tay như cái kiểu ngồi thiền ở trước lòng vậy nè. Thì khi thỉnh thoảng ngủ giật mình thì Pháp Hòa muốn để ý là trong khi mình ngồi, mình ngủ ở trên máy bay hay là mình ngồi trên xe thì cái tay mình để làm sao. Pháp Hòa ví dụ vậy. Thì cho đại chúng thấy cái này tất cả là do mình huân thôi.
Cho nên Phật mới biểu mình huân tu. Phải không? Nếu mình huân tu, tức là tu là cái chuyển, mà mình huân cái đó thì trong tâm thức mình có cái đó. Rồi khi mình đi ngủ, lỡ mình có chiêm bao thì cái lành nó hiện. Chứ còn ai ngủ cũng sẽ có chiêm bao. Và bây giờ chúng ta đừng muốn có chiêm bao xấu, thì chúng ta cố gắng huân tập cái tốt. Cái mắt mình là thấy nè, cái tai mình phải nghe nè, cái mũi mình phải ngửi nè, cái lưỡi mình phải nếm nè, cái thân mình xúc chạm nè. Mà nó khổ một cái, mắt mà thấy là phải nói, tai mà nghe là phải nói, mũi ngửi là phải nói, miệng nếm là phải nói, thân xúc chạm là phải nói. Cho nên rốt cuộc cũng cái miệng. Thấy không? Một cái miệng mà nó làm việc cho năm cái kia. Quý vị có từng thấy điều này không? Mà cũng may có một cái miệng. Chứ nếu mà chúng ta, quý vị để ý trên mặt mình, mũi thì hai lỗ nè, tai hai lỗ, mắt hai con, miệng mai phước con cái, mà ăn còn sập nhà sập cửa. Sáng ngủ dậy là phải ăn cái đã. Ăn sáng vừa xong hỏi trưa nay ăn gì. Không, ăn trưa vừa xong hỏi tối nay ăn gì. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng khổ nữa, mở tủ lạnh ra đứng ngó mai ăn gì. Dỡ cái freezer ra mai ăn gì. Tại phải nghĩ coi mai ăn cái gì mới đem cái đó ra để xả đá, mai đi chiều về làm ăn. Cho quý vị thấy không? Nhiều khi Pháp Hòa ngồi và quán về cái diện mạo con người mình thấy cũng ngộ. Tự nhiên mắt hai con, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, có cái miệng. Mà trong kinh Đức Phật nói, mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ, trên thân thể mình nơi nào có gọi là cái lỗ đó, thì nơi đó toát ra cái dơ tạp. Đúng không? Mắt thì có ghen, tai thì có gáy, mũi thì có cái kia. Mà thử bây giờ miệng mà thử ngủ dậy mà không đánh răng chịu gì nói. Cho nên Đức Phật gọi là cái tạp. Mà bây giờ chính cái tạp đó là cái mà chúng ta không thể bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp xúc cái lành để nó lắng cái tạp xuống. Cho nên cái người á, cái người mà người ta có tu, có quán á, thì người ta không có ghét thân, mà người ta biết dụng thân. Bây giờ cũng có con mắt, nhưng mà thay vì mình nhìn, mình thấy, mình quýt, thì mình lấy con mắt để coi kinh, lấy con mắt nhìn để cảm thông, để thương yêu. Thay vì mình cái tai của mình mỗi ngày nghe tiếng này tiếng kia, thì bây giờ mình nói với nó đừng có nghe cái đó nữa. Nghe là phải nói. Quý vị để ý coi, nghe là phải nói, thấy là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô cái gì mà hô rình vậy, cái gì mà thơm lừng vậy, tức là cái miệng của mình nó khổ vậy, nó nghe lời năm cái kia, mãi cái kia thấy nói, nghe nói. Mà thậm chí ăn cũng vậy, vừa đưa vô gì mà dở ẹt vậy. Đó, thành thử là mình mới thấy rõ ràng. Chính vì vậy mà ngủ cũng nói, tại vì nó không có nghỉ, nó không có thật sự nó nghỉ ngơi, mà nó làm ngược lại là nó suy nghĩ. Mà chính cái suy nghĩ nhiều cho nên bắt đầu có chiêm bao, mà chiêm bao không lành. Cho nên bây giờ mình tập nha. Có những ngày mình tu á, đừng có nói. Tại vì mình nói nhiều là tổn khí, mình suy nghĩ nhiều là hao thần. Mà con người mình nó có hai thần, mình hai phần, thần với khí. Mình nói nhiều là hao tổn khí, suy nghĩ nhiều là hao thần. Cho nên mình muốn an tịnh là mình phải dừng cái đó. Ở trong nhà chùa thường dùng cái chữ chỉ tịnh. Chỉ là dừng, tịnh là lắng. Anh không dừng không thể lắng. Cho nên lúc đi ngủ là dừng cái thân, nhưng mà chưa dừng cái này. Bây giờ làm sao lên trên giường ngủ rồi thì dừng cái thân là không còn làm gì nữa, thì dừng luôn sự suy nghĩ tạp để chúng ta lắng nghe. Cho nên đừng có lo ban đêm đi ngủ mở băng tụng kinh có tội không. Thử bây giờ nghĩ đi, mở băng kinh với mở một cuốn nhạc, cái nào hơn? Nếu mình mở một cái băng niệm Phật, niệm cho mình, đưa mình vào cái giấc ngủ nhẹ nhàng, mà lỡ mình có đi luôn thì có tiếng niệm Phật đưa đi. Còn hơn người ta, mình đang ngủ mà đi trong cái lúc mà nói một người đi với một người,
một người đi tới nụ cười hắc hiu. Trời ơi, bây giờ mình lúc đó cái thần thức mình nói tôi người đứng dưới cô liêu, không biết đi đâu. Cho nên nghe nhạc không có tội, không có sao hết. Nhưng mà mình phải biết quân bình. Nghe nhạc là giải trí cho vui, đúng không quý vị? Nghe nhạc là giải trí, nhưng mà tu hành là chuyển nghiệp. Mình nghe kinh là để chuyển hóa cái nghiệp nghe, nói, nếm, ngửi của mình. Do vì vậy mà chúng ta pháp hòa ban đêm ngủ mở bằng giảng, mở bằng tụng kinh. Mà hồi đó tới giờ pháp hòa hay nghĩ vậy đó, thôi kệ, cứ mở bằng niệm Phật, lỡ mình có chết bất tử, có tiếng niệm Phật đưa mình đi, lỡ không có ai đưa mình đi, rồi không lẽ mình cứ nghe nhạc, thỉnh thoảng nghe cho vui. Nhưng mà biết rằng cái nhạc chỉ là giải trí hiện đời, đâu có ai nói nghe nhạc để mà thăng hóa cái gì gọi là đấy, nhưng mà nó giải trí thôi mà. Thì thôi lâu lâu cho nên giải trí một chút. Giống như quý vị thấy quý thầy bây giờ cũng tùy thuận cái đó. Lâu lâu quý thấy quý vị bắt đầu nhắm mắt thiền định đồng ý rồi đó, thì quý thầy mới hát cho mình nghe câu nhẹ nhẹ để mình vui thôi. Nhưng mà thủy chung vẫn là phải nghe Phật Pháp. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái ý là ngủ thì phải có chim bao, mà thường không muốn chim bao xấu thì phải cố gắng huân tập suy nghĩ cái lành để chúng ta được cái chim bao lành. Và Đức Phật dạy năm nguyên do nào chúng ta có chim bao, phải không? Một là do mình thân thể mỏi mệt, nằm thế không đúng. Hai là tâm lý thường lo nghĩ, suy nghĩ cái gì, huân tập cái gì để ra cái đó. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là do thiện thần nhắc nhở. Năm là ác quỷ thần gì đó tha nhân người ta muốn xúi biểu mình đi đường tà vại. Để chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hàng ngày cố gắng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với những cái lành để chúng ta có được một cái đời sống an lành. Vì vậy mà chúng ta thường tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nếu nói theo thời gian thì nó có sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, vân vân. Còn nếu nói theo đạo lý thì sáu thời đó tượng trưng cho sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Làm sao cố gắng tiếp xúc với cái lành để chúng ta có ngày đêm sáu thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, hay là an lành trong tất cả các thời. Nguyện đức từ bi thường gia hộ. Chúc đại chúng an lành sáu căn để có giấc mộng đẹp. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, để cho thầy có một đôi phút để nghỉ ngơi và để cho thầy chuẩn bị những cái câu trả lời cho quý vị, chúng tôi xin được dành một vài phút để một vị đại diện của ban tổ chức lên cảm tạ chư tôn đức cùng với đồng hương Phật tử. Chúng tôi được xin kính mời anh Nguyên Học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng con xin thành tâm cảm tạ quý vị đã đến tham dự buổi thuyết giảng tối hôm nay. Vì lòng bi mẫn, Thượng Tọa Trú Trì, Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên trong chuyến hành Pháp tại tiểu bang Texas đã dừng chân tại thành phố Houston này để chúng ta có dịp được gặp gỡ Thầy và được nghe những lời chỉ dạy đầy yêu thương của Thầy. Kính thưa Thầy, chúng con xin cúi đầu thành kính cảm niệm ân đức của Thầy đã về đây để hướng dẫn cho chúng con tu học. Chúng con xin nguyện thực tập những lời dạy quý báu của Thầy để chúng con và gia đình có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc trong xã hội đầy bất an này. Chúng con kính cầu chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe để tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, những thiếu sót, lỗi lầm không thể tránh được trong việc tổ chức. Chúng con kính mong chư tôn đức cùng quý vị hoan hỷ, hộ quan.
nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát luôn gia hộ quý vị được an lành, hạnh phúc. Trân trọng kính lễ chư vị tôn đức và xin kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.